Thứ hai là ngày đầu tuần. Hôm nay em xin được chia sẻ lâu rồi không báo giá những cái mẫu xe tầm tiền từ 100 triệu. Hôm nay sẽ được báo giá tổng hợp tất cả những cái mẫu xe tầm tiền từ 100 triệu cho tới dưới 200 triệu cho cô chú anh chị em tham khảo. Những cái mẫu xe dòng xe Towner, dòng xe K2100 các bác nhá. Và những cái mẫu xe dòng xe kia các bác nhìn. Và những cái mẫu xe tầm tiền trên 200 triệu thì sẽ có video ở video tiếp theo, các bác cùng nó xem nhá. Trước mắt cô chú anh chị em đây là một cái mẫu xe dòng xe Taco Towner 750. Đây là một mẫu xe tải tải trọng là 650 kg. Đầy đủ uh, quá gió, có lót sàn rồi và hiện tại cái mức giá đang em chia sẻ cho cái mẫu xe thùng dài đọt lòng là 2,2 m này. Máy xăng này với cái mức giá là 105 triệu đồng các bác nhá. 105 triệu đồng cho mẫu xe biển số 38C 08013 Taco Towner 750 2016 tải trọng là 6 tạ rưỡi. Tiếp tới đây là một cái mẫu xe biển số 35C 09602 Đây cũng là một cái mẫu xe dòng xe Taco Towner Tải được lưng tải lên rồi Taco Towner 800 tải được lưng tải từ 650 cân Lên tới 9 tạ đời 2018 Một mẫu xe tải nhẹ máy xăng Và mức giá đang đánh chia sẻ cho mẫu xe tải biển số 35C này Với cái mức giá là 135 triệu đồng đăng kiểm thì còn dài đăng kiểm tới tháng 1 năm 2024 và hiện tại những cái mẫu xe dòng xe Towner đời 2018 này đăng kiểm hiện tại đang làm một năm một lần các bác nhé vẫn là một năm một lần Thaco Towner 800 đời 2018 mẫu xe biển số 35C 09602 với mức giá 135 triệu đồng các bác nhé 135 triệu đồng cho mẫu xe này tiếp tới chúng ta cùng đến với cả Lạng Sơn 12C 07283 đây là một mẫu xe tải Thaco Towner 800 cùng đời 2018, đăng kiểm dài đăng kiểm tới tháng 2 năm 2024. Và hiện tại cái mẫu xe này Đang em chia sẻ và báo giá với cái mức giá là 135 triệu đồng các bác nhá. 135 triệu đồng cho mẫu xe tải Thaco Towner 800 đời 2018 cũng đã được trang bị lo sàn và quạt gió rồi nhá, có gió rồi. Tải thì là 9 tạ nhá. Đó là ngày xưa nó cái dòng xe à, 650 cân em có chia sẻ đầu video đấy Sau này nó là lực lưng tải Nên là dòng 9 tạ nhá 12C07283 Taco Towner 800 đời 2018 với cái mức giá là 135 triệu đồng 135 triệu đồng các bác nhá Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái mẫu xe dòng xe K2700 Trước mắt cô cho trên đây là một cái mẫu xe biển số 89K 5343 Kia K2700 đời 2007 Một mẫu xe tải kín còn rất là đẹp và cái mức giá đã em chia sẻ cho mẫu xe tải trọng 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn này với cái mức giá là 135 triệu đồng các bạn nhá. 135 triệu đồng và em đã có video review rất là chi tiết cùng hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe tải K2700 đời 2007 này rồi. Các bác quan tâm hãy hết cái lô với em qua số hotline là 0975 180 777 và 0981 188 765. Em đang ở thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên các bác nhá. Và mức giá em đã xin được chia sẻ lại, K2700 đã 2007, thùng kín, tải nhẹ 1 tấn 25, sử dụng hệ thống treo bánh trước bằng thụt nhún, nhẹ nhàng êm ái. 1 tấn 25 hạ tải còn 1 tấn với mức giá 135 triệu đồng cho mẫu xe này. 135 triệu. Tiếp tới 16L5346, đây là một cái mẫu xe dòng xe K2700 đã 2007. Và cái mức giá đang em chia sẻ cho mẫu xe đời 2007 này với mức giá là 145 triệu đồng các bác nhá. 145 triệu đồng cho mẫu xe tải trọng 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn, thùng dài lo lòng là 3,15 m các bác nhá. Thùng dài lọt lòng là 3,15 m tải trọng 1 tấn 25 hạ tải. k là đời 2007. Hiện tại thì em đang có những cái mẫu xe đời 2007 là 8, là 9, là 10 đủ cả các bác nhá. 30L 38, 33 các 2700 đó 2008 Một mẫu xe tải nhẹ Tải 1 tấn 25 hạ tải dụng vậy tôi treo bánh trước bằng thụt nhún Êm ái nhẹ nhàng Với cái mức thùng dài lọt lòng là 3m15 Với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ dưới khoảng tầm 7 đến 8 lít dầu trên 100 cây Và mức giá đang em chia sẻ cho mẫu xe biển số 30L 3833 này Với cái mức giá là 155 triệu đồng các bạn nhé 155 triệu đồng Và mức giá vẫn còn thương lượng khi anh chị em trực tiếp đi xem xe tại địa chỉ là phố Gia Khánh, thị trấn Gia Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sa lông sấy đẹp, 88 các bác nhá. 155 triệu đồng cho mẫu xe K2700 2008. 29C 31155 Kia K2700 2008 nữa đây, cùng mức giá là 155 triệu đồng, một mẫu xe biển số thủ đô Hà Nội với cái mức giá 155 triệu đồng. K2700 2008. 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn. Êm ái nhẹ nhàng đây đủ điều hòa nó sàn rồi các bác nhá và anh chị em bạn anh chị em đang cần những cái thông tin chi tiết về cái mẫu xe nào thì vui lòng chụp hình cho em chụp lại màn hình cho em sau đó gửi qua thông tin zalo qua số hotline là 0975 180 77 0981 188 765 em sẽ gửi thông tin cùng hình ảnh cũng như là cái video chi tiết nhất nhất về những cái mẫu xe này các bác nhá K2008 biển số thủ đô Hà Nội 29C31155 với cái mức giá 155 triệu đồng các bác nhá. 155 triệu đồng cho mẫu xe này. M9C 01418 Kia K2100 đời 2009 tải 1 tấn 25 hạ tải. Êm máy nhẹ nhàng với cái mức giá đa đang em chia sẻ cho cái mẫu xe đời 2009 này với cái mức giá là 165 triệu đồng các bác nhá. 165 triệu đồng cho mẫu xe biển số 19C01418 K2100 đời 2009 đầy đủ điều hòa lót sàn thùng dài dàn lòng là 3 m 15 cần thêm thông tin chi tiết thì kết nối với em em có gửi đầy đủ hình ảnh cũng như là video chi tiết cho mẫu xe này rồi các bác nhé tiếp tới đây chúng ta cùng đến với cả mẫu xe biển số 20 c 00173 đây là một cái mẫu xe dòng xe k 2700 đời 2010 em đã có cái video quay rất là chi tiết review rất là chi tiết về mẫu xe này rồi cô cho anh chị em mà đang quan tâm nữa có kết nối với với em nhé và 20 c 0173 k 2700 2010 đầy đủ điều hòa lo sàn xe vẫn nguyên form nguyên zin xe cam kết không có chặn gì cả với cái mức giá đã em chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 175 triệu đồng các bác nhé 175 triệu đồng cho mẫu xe biển số 20 c 00173 k 2700 là 2010 tải trọng là 1 25 tấn 25 hạ tải số còn 1 tấn các bác nhé 175 triệu đồng cho mẫu xe k 200 đời 2010 này. Cô cho anh chị em mà quan tâm thì kết nối em em sẽ gửi video chi tiết cho các bác nhá. Cùng là những cái mẫu xe dòng xe K2100 đời 2010 thì chúng ta cùng đến với cả chương biển số 89C 10746 k 200 đời 2010 tải trọng là 1 tấn. 25 hạ tải xuống còn 1 tấn các bác nhé Và hiện tại cái mức giá đang em chia sẻ cho mẫu xe tải này Với cái mức giá là 175 triệu nhé 175 triệu đồng cho mẫu xe biển số 89C 10746 K2700 đời 2010 này. Cô chú anh chị em mà đang quan tâm thì hãy kết nối với em nhé. 175 triệu đồng cho mẫu xe biển số Hưng Yên 89C 10746 K2700 đời 2010. 29C 17110 K2700 đời 2010 nữa và đang được chia sẻ cùng mức giá là 175 triệu đồng. Cùng mức giá là 175 triệu đồng nhé. Một mẫu xe màu trắng. Cô hỏi chị em quan tâm mẫu này thì kết nối với em nhé. Biển số Hà Nội. Xe sẵn dùng đầy đủ điều hòa. Lót sàn rồi. K2700-2010 với mức giá là 175 triệu đồng. Tiếp tới đây là một cái mẫu xe K2700-2011. Mẫu xe biển số 29H02621. Tải 1 tấn 25. Hạ tải xuống còn 1 tấn các bác nhé. K2700-2011 với mức giá. Đang chia sẻ cho mẫu xe tải này với mức giá là... 185 triệu đồng các bác nhá. 185 triệu đồng cho mẫu xe biển số 29H 02621 k 2700 là 2011. 21C 20 04187 Kia K2700 là 2011, tải trọng là 1 tấn 25 hạ tải. Với cái mức giá Đa được em chia sẻ cho những cái mẫu xe này với cái mức giá là 185 triệu các bác nhá. 185 triệu đồng cho mẫu xe K2100 đa 2011 này. cô chú anh chị em đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì vui lòng nhấc máy gọi điện cho em qua số hotline được ghi trên màn hình nhá. Đó. 1 tuần hai làm mã tải, đầy đủ điều hóa sàn và xe đảm bảo chất lượng cho anh chị em. Quan tâm mẫu nào, chụp lại màn hình cho em mẫu đó nhá. 15C04177 Kia K2100 đời 2012, tải trọng 1 tuần 25 mã tải. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho cái mẫu xe biển số 15C này với mức giá là 195 triệu đồng các bác nhé 195 triệu đồng cho mẫu xe biển số 15C04177 K2700 là 2012 Tải 1 tấn 25 hạ tải các bác nhé Cùng màu trắng thì em có cái mẫu xe gì? Cũng là màu trắng đó là mẫu xe biển số 17C04196 Kia K2700 là 2014 Với cái mức giá Đang em chia sẻ cho cái mẫu xe tải này Với cái mức giá là 215 triệu đồng các bác nhé 215 triệu đồng cho mẫu xe biển số 17C 01196 Kia K2100 2014 Cô cho anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này Thì kết nối với em ngay Vừa rồi đó là một cái video chia sẻ và báo giá Những cái mẫu xe dòng xe Kia ở Tầm tiền từ 100 triệu cho tới dưới 200 triệu Cô chú trẻ mà đang quan tâm đến cái mẫu xe nào thì vui lòng nhấc máy gọi điện cho em ngay qua các số hotline là 0975 180 77 và 0981 188 765 Em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Kết nối với em để có thêm thông tin cùng những cái mức giải ưu đãi nữa Ngoài ra vào khung giờ 12 giờ 11 giờ trưa trên hàng ngày thì trên kênh fanpage facebook là Đạt 88 cũng như là Trọng Xế Đẹp Em có chia sẻ cái video livestream, có livestream báo giá Anh chị em mà quan tâm thì vào đó bình luận nhé Sau đó chúng ta sẽ cùng chia sẻ kỹ hơn về những mẫu xe các bác quan tâm em là trọng xe đẹp cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ báo giá chi tiết dòng xe Kia Olin ở video lần tới xin chào.